Xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với Nại Vũ Tới Ô Tô, có địa chỉ tại số 26 cầu Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một trong những đơn vị kinh doanh bán xe hàng đầu uy tín tại Việt Nam. Hôm nay bên em lại về một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động 2 cầu được sản xuất 2018, và chiếc xe này cũng lên được mặt nạ rớt và những bộ cản trước, cản sau, bộ ốp chân cửa, rất là nhiều đồ chơi cho chiếc xe lên màn hình Android. Chiếc xe được nhập khẩu Indo và lên được những dàn led, gương kính chỉnh điện, chạy 5.7 vạn, xe tư nhân biển tỉnh, ga tự động, lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, ghế da rồi quý anh chị nhé, gài cầu. Ngoài ra hộp số tự động 6 cấp, có đã dán phim cách nhiệt và lót trải sàn, đã trang bị đầy đủ cho chiếc xe. Khi quý anh chị mua xe tiết kiệm cho mình đâu đó khoảng 40 triệu đồng khi bắt đầu sắm phụ kiện cho chiếc xe. Khung gầm chiếc xe còn rất là mới nhé quý anh chị nhé. Ngoài ra chiếc xe có 5 phiên bản, 2 phiên bản máy xăng, 3 phiên bản máy dầu, 2 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn. Lốp rất dày, la răng của phiên bản 2 cầu thì nó là la răng phay nha quý anh chị nhá. Thiết kế 18 inch, phần đầu chiếc xe có gắn định vị. Ngoài ra biển số rất là đẹp, logo Toyota. Với chiếc xe đã qua sử dụng như thế này, em cam kết bằng giấy tờ văn bản pháp lý rõ ràng đầy đủ cho quý anh chị về chiếc xe không nỗi tai nạn đâm đụng ngập nước và không bị thủy kích, không bị phản nguội. Chiếc xe này em cũng đang hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này liên hệ qua số điện thoại cho em. Chiếc xe này thì cũng đang có giá 1 tỷ mốt ngoài. Quý anh chị liên hệ để được biết rõ thông tin cụ thể quý anh chị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.